Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Đặng Viết. Lâu lắm rồi thì hôm nay Thanh mới tiếp tục ra một cái video. Và trong cái video ngày nay thì Thanh sẽ hướng dẫn các bạn tính công thức phân bón bằng phần mềm Excel. Cái video này sẽ phục vụ cho những người mới làm quen với lĩnh vực phân bón hoặc là một số nông dân muốn tính toán công thức để phối trộn phân bón bằng phần mềm Excel trên máy tính hoặc có thể sử dụng ngay cái điện thoại của mình có hỗ trợ phần mềm Excel. Thì các bạn cần chuẩn bị một bộ máy vi tính hoặc một chiếc điện thoại smartphone có cài phần mềm Office của nhà cung cấp. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Các bạn cần chuẩn bị một cái bộ máy vi tính như thế này. Trên cái máy tính này có cài phần mềm Excel. Và ở đây tôi cài phần mềm Excel thuộc bộ Office 2018. Và tôi khởi động phần mềm Excel và mở một file mới. Thì trong đơn vị cột và đơn vị dòng thì tôi sẽ trình bày sẵn một cái bảng biểu để khi mình tính toán được thuận lợi hơn. Đầu tiên sẽ là số thứ tự, thứ hai là tên nguyên liệu, tiếp theo là tỷ lệ phần trăm sử dụng, và hàm lượng đạm, viết tắt là NTS, là N tổng số. Thưa các bạn, là đối với đạm thì nó có hai dạng chính là dạng amon và dạng nitrat. Và theo quy định của nhà nước thì một sản phẩm NPK đối với chỉ tiêu đạm thì chúng ta là xét theo chỉ tiêu đạm N tổng số, có nghĩa là bao gồm cả dạng nitrat và dạng amon. Thứ hai nữa là lân, lân hay còn gọi là P2O5 hữu hiệu. Thưa các bạn, là đối với P2O5 thì nó có ba dạng. Thứ nhất là P2O5 tổng số, là bao gồm cả P2O5 khó tan, P2O5 dễ tan hay còn gọi là P2O5 hữu hiệu, và P2O5 tự do hay còn gọi là acid phosphoric. Thì đối với dạng lân mà cái trường hấp thụ được thì chúng ta chỉ xét đến yếu tố là P2O5 hữu hiệu, có nghĩa là lân dễ tiêu. Và K2O là yếu tố kali, cũng như vậy, tương tự như lân thì sẽ là K2O hữu hiệu. Và tôi sẽ trình bày một cái bảng biểu như thế này. Và cột cuối cùng chúng ta là, nếu chúng ta tùy vào từng mẻ phân bón chúng ta trộn, nếu mà chúng ta trộn mẻ 1 tấn hoặc là mẻ 1 tạ thì chúng ta sẽ ghi đây. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lựa chọn là chọn mẻ 1 tấn, có nghĩa là 1.000 kg. Trong cái video đầu này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính cái công thức NPK đơn giản nhất. Đây là công thức NPK 513. NPK 513. Và cái quan trọng nhất trong việc tính toán công thức phân bón đấy là các bạn phải biết lựa chọn nguyên liệu gì và phải nhớ được cái hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất trong từng loại nguyên liệu đó. Thì ở đây tôi sẽ cho các bạn một số các loại nguyên liệu và bạn có thể nhớ, hoặc các bạn có thể tìm kiếm trên Google một cái bảng tính mà trên một cái trang có một cái đơn vị chia sẻ. Các bạn mở Google và các bạn gõ từ là bảng chỉ số dinh dưỡng nguyên liệu phân bón. Đấy thì nó vào một cái trang là trang cẩm năng cây trồng. Bạn mở cái trang này ra thì ở trong đây nó sẽ có đầy đủ gần như toàn bộ các loại nguyên liệu sản xuất phân bón. Ví dụ như ammonia lỏng hàm lượng nitơ bằng 82%, hoặc là đạm UG nitơ bằng 46%, amon clorua bằng nitơ bằng 25%, vân vân. Đấy, thì bây giờ quay trở lại với cái bài tính công thức NPK 513 thì chúng ta lựa chọn nguyên liệu gì. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn nguyên liệu đơn giản nhất là đạm UG.
Thứ hai là nguyên liệu lân súp bè. Thứ ba là kali clorua. Kali clorua thì chúng ta hiện tại chưa có mỏ kali tại Việt Nam mà chúng ta hoàn toàn phải nhập khẩu từ các nước Trung Đông hoặc là kali Lào. Thì ở đây chúng ta phải nhớ được cái hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất ở trong từng loại nguyên liệu này. Thì đối với UG chúng ta mở cái bảng tính trên cái trang Hồ Gia, cái trang cẩm nang cây trồng ra, thì chúng ta thấy là đã UG có hàm lượng nitơ bằng 46%. Đấy, chúng ta ghi đằng sau như thế này cho dễ nhớ. Rồi tẹo thì chúng ta sẽ tính toán công thức sau. Lân super, lân đơn thì có hàm lượng P2O5 hữu hiệu bằng 16,5%. Thì chúng ta ghi bên này. Ở kali clorua thì đa phần là 60%. Kali clorua hay còn gọi là MOP 60%. Đấy, và ở cái nguyên liệu thứ tư chúng ta lựa chọn là phụ gia. Đấy, thì đây là một cái bài tính đơn giản nhất tôi hướng dẫn các bạn. Và từ các cái bài tính này tôi sẽ mở rộng thêm các nhiều công thức khác và nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Dựa trên những cái tính toán của tôi và hướng dẫn của tôi thì các bạn có thể tự tính được những cái công thức phân bón theo cái ý của mình. Và chúng ta bắt đầu. Đối với cái cột nitơ này thì chúng ta bằng, chúng ta nhấn dấu bằng phần trăm sử dụng nhân với 46%. 46% ở đây là chính là hàm lượng đạm trong đạm UG. Chúng ta vừa mới xem trên cái bảng nguyên liệu vừa rồi. Enter. Hàm lượng lân tương tự như vậy, chúng ta bằng tỷ lệ phần trăm nhân với 16%. 16% chính là hàm lượng P2O5 hữu hiệu trong lân Supe. Tương tự như vậy, kali clorua thì chúng ta bằng phần trăm sử dụng và nhân với 60%. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cái tỷ lệ sử dụng để cho những cái chỉ tiêu này nó tương đương với hàm lượng NPK513, như vậy là hoàn thành. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh như thế này. Tôi ví dụ như là tôi thử là 20%, thì nó ra là 9,2. Như vậy chúng ta cần điều chỉnh lại thì khoảng là 12% thôi, khoảng 11%. Đấy, 5,06. Như vậy là chúng ta đã đạt được cái tỷ lệ sử dụng của UG là 11% trong hỗn hợp phân bón. Supelan thì chúng ta có thể, Supelan thì chúng ta thử là 40%, thì nó được 6,4, chúng ta là tăng lên khoảng 70%. Và đã quá rồi, 60%, 9,6, 65%, rồi 10,4. Tạm thời như thế này đi. Và kali clorua thì chúng ta 5%. Đấy, như vậy là chúng ta có hàm lượng đạm 5,6, lân 10,4 và kali là 3, gần tương đương với công thức NPK513. Và phụ gia chính là bằng lượng còn lại. Chúng ta còn 19% là phụ gia. Phụ gia ở đây chúng ta có thể lựa chọn là bùn hữu cơ hay là bất kỳ một cái loại phụ phẩm nông nghiệp nào. Hoặc là nếu đối với các bạn sản xuất bón thì có thể lựa chọn bằng nhiều cái phụ gia khác nhau. Và cái này là nó thuộc vào bí mật công nghệ của từng đơn vị. Chúng ta xóa bớt các cái phần sản còn lại đi. Và đây là có cái cột tổng. Chúng ta bằng sum hoặc đấy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn tính công thức NPK513 một cách đơn giản nhất bằng phần mềm Excel. Và tiếp tục tôi sẽ thử tiếp một công thức khác để cho các bạn cùng xem. Rồi bây giờ tôi xóa đi, tôi xóa phần này đi. Phóng to màn hình lên một chút. Và cũng là nguyên liệu như thế này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính công thức NPK684. NPK684. Chúng ta đặt chuột tại cột N tổng số bằng phần trăm kích vào ô phần trăm tỷ lệ sử dụng nhân với 46%. Tương tự như ở cái bài vừa rồi, không khác gì hết. Ở đây chúng ta cũng bằng ô tỷ lệ sử dụng của lân súp bè nhân với 16% kali clorua.
chúng ta bằng phần trăm sử dụng của kali clorua nhân với 60%. 46, 16, 60 đều là chỉ số dinh dưỡng nguyên chất trong từng loại nguyên liệu chúng ta đưa vào sử dụng. Và như vậy chúng ta có thể là điều chỉnh cái tỷ lệ nguyên liệu để đưa vào. Chúng ta có thể đưa vào đây là khoảng 12,5, 12,9, 13 đi. Rồi, sub balance là khoảng 50. Rồi kali clorua là 6,5. Và như vậy là lượng phụ gia chúng ta cũng bằng 100 trừ đi tổng của lượng nguyên liệu chúng ta sử dụng. Và chúng ta tính tổng. NPK 684. Và bây giờ chúng ta cùng tính một mẻ trộn thì như thế nào. Đối với cột 1000 kg, chúng ta bằng ô tỷ lệ sử dụng phần trăm nhân với 1000. Đấy, tương tự như vậy tôi copy cái công thức này xuống. Đấy, chúng ta sẽ có là 1000 kg NPK 684 thì cần trộn 130 kg đạm muji, 500 kg lân suppe, 65 kg kali clorua và 305 kg phụ gia. Tương tự như cách tính vừa rồi thì chúng ta có thể tính được rất nhiều công thức NPK có hàm lượng vừa phải. Tại sao tôi nói hàm lượng vừa phải? Tại vì đơn giản nếu mà chúng ta tính một công thức NPK có hàm lượng cao quá thì bắt buộc phải thay đổi các loại nguyên liệu có hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất cao hơn. Ví dụ như ở đây tôi không thể tính toán được công thức NPK 16-16-8. Bởi vì giả sử tôi sử dụng đạm UG thì tôi có thể tăng lên hàm lượng là 40%, 35% đi. Rồi chúng ta có hàm lượng đạm là 16 rồi. Nhưng đối với lân thì riêng lân super nó chỉ có 16% nguyên chất thôi. Thì nếu mà chúng ta trộn với loại nguyên liệu khác thì chỉ có giảm được hàm lượng chứ không thể tăng được hàm lượng lân lên. Vì vậy nếu chúng ta muốn tính công thức NPK 16-16-8 thì bắt buộc phải sử dụng lân nguyên liệu có hàm lượng lân cao hơn. Ví dụ chúng ta sử dụng MAB hoặc DAB thì tính những công thức cao cấp như thế này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong video ngày hôm sau. Như vậy là với cái cách tính vừa rồi thì chúng ta có thể tính toán được rất nhiều công thức khác nhau có hàm lượng NPK thấp hoặc là trung bình. Ví dụ tôi có thể tính một công thức khác, đó là NPK 396. Công thức này rất phù hợp cho cây lạc. Thì chúng ta có thể là điều chỉnh là đạm UG 5,5 6 2,99. Rồi 55 58 kali 10. Chúng ta thấy là hàm lượng nitơ bằng gần suýt xoa bằng 3, lân bằng 9,12 và kali bằng 6. Thì tương tự như vậy chúng ta có thể xác định được công thức phối trộn. Chúng ta có thể phối trộn được, tuy nhiên là gặp rất nhiều cái bất lợi trong cái quá trình bón. Tại vì đạm UG thì là dạng hạt hạt nhỏ, lân suppe thì dạng bột, kali thì dạng hạt li ti giống như cát. Và việc phối trộn để bón cho cây thì thường sẽ rất là bụi. Và đặc biệt lân và kali có thể là bám lên lá, làm cháy lá. Và vào những cái sáng sớm thì sương sẽ làm kali dính lên lá, ảnh hưởng đến cây trồng. Và nếu mà chúng ta bón chỉ đơn giản bằng nguyên liệu đạm lân kali này thì cây trồng sẽ không đủ các dưỡng chất chung với lượng để cho cây phát triển bình thường được. Vì vậy đây là phương pháp tính toán lý thuyết thôi. Tôi vẫn khuyến cáo các bạn là nên sử dụng các sản phẩm NPK đã được phối trộn sẵn, hoặc là từ các công thức NPK đó chúng ta có thể là tính toán để có một cái công thức NPK khác đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng hơn. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn tính toán công thức phân bón NPK bằng phần mềm Excel một cách đơn giản nhất. Trong các video tiếp theo thì tôi sẽ nâng cấp
công thức phân bón NPK bằng nhiều loại nguyên liệu nữa và công thức NPK đa dạng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.